Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 1.000 giường hồi sức cho các ca COVID-19 nguy kịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết thành phố sẽ triển khai 1.000 giường hồi sức tại 4 bệnh viện tuyến cuối. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế thành phố đã sẵn sàng phương án 1.000 giường hồi sức tích cực cho người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch. Sở giao cho 4 bệnh viện bao gồm Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhằm làm giảm tỷ lệ tử vong cho người mắc COVID-19 nặng. Cụ thể về phân bổ giường hồi sức đáp ứng nhu cầu điều trị các trường hợp COVID-19 nặng và nguy kịch, Bệnh viện Chợ Rẫy 300 giường, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 300 giường, Bệnh viện Nhân dân 115 250 giường, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 150 giường. Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ưu tiên sử dụng giường hiện hữu tại các khoa lâm sàng sẵn có để mở rộng giường hồi sức với điều kiện tối thiểu, oxy, khí nén, hệ thống hút. Thành phố sẽ tạm chuyển đổi công năng Bệnh viện huyện Bình Chánh từ Bệnh viện điều trị COVID-19 trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân 115, chuyên tiếp nhận các trường hợp COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 250 giường hồi sức và 250 giường người bệnh nhẹ. Tạm chuyển đổi công năng Bệnh viện quận Gò Vấp trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chuyên tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 150 giường hồi sức và 350 giường người bệnh nhẹ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.